Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khả Nam ơi. Ngày hôm nay thì Khả sẽ tiếp tục anh mình cho chính con thiếu lâm này nha anh em ơi. Trước khi anh thì Khả sẽ cất những cái có vẻ ấy là chật chỗ các cái trong rương đây. Rồi tí nữa Khả dọn dọn rương đẹp đẹp một tí tính tiếp mang mặt nạ may mắn vô. Đó. Rồi. Qua hủy mấy cái không quan trọng đi. Rồi, hủy cái ba cái túi thân thủ với hai cái này có được hai ô nữa này chật chỗ rồi ở lần anh nghe bên này trong thiếu lâm cho anh em đừng quên để lại cho khám lại chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Rồi ta sẽ ra thành cho anh em xem tại vì cái này không bỏ vào chuột được này nên mà ra thành chỉnh vào ô tô cho anh tự cắn rồi không chỉnh vào cái chuột kia được rồi. Thiện ích này rồi câu chúc thịnh vượng này cắn. Ok man, let's go baby. Cắn khá là nhanh luôn nè mày, cắn đầu nhanh như Phật tổ luôn nè. Cố gắng thử được gì vậy nè mày, cố gắng kiếm kỹ năng tiềm năng hai bộ là hợp lý nè, khỏi lỗ là được. Có vẻ như không chưa có gì nè mày. Phần thường. Tiếp tục qua phần thường, hiện tại đang có một thiền tinh, hai tinh hồng. Tiếp tục. Tiếng hút lộ. Tiếp tục như thiện tinh cần hai kỹ năng này mà hai kỹ năng hai tiềm năng đấy một vô tử đủ gần 500 cái ôi một bánh tét này một một kỹ năng này cố lên làm hai bộ bánh anh em hai bộ bánh đâu phải mua nè một bộ nó bán một kim đó nè với 11 kim hơn thử là cái gì đây không biết con này là hay lỗ đây một mảnh ngựa, một hộp tối phiến, tối phiến mới, ôi hai bánh tét ngon, hai kiện này ngon lành cành đào, bánh chân nào cần hai bánh chân nữa, hai bánh chân nào đổ bộ nữa mày, hai bánh chân đổ bộ nữa mày, vẫn chưa thấy bánh chân nữa mày, còn khoảng 300 cái, khai cắt mới không qua không giá trị à, những tiền thuốc lộ này nọ này, thuốc lộ tầm này khá rẻ này, bỏ vô trong này. Rồi, thiên hút lộ này sát thủ lỡ hộp này nọ mới này không yên thua rồi. Còn gì nữa không? Rồi được một cái hộp này mở được mảnh 68 mảnh 6 thô hay là lục này thôi phải mảnh hiếm mà có tiền đâu. Mảnh hiếm là nó rất ít người mở ra gọi là mảnh hiếm. Rồi tiếp theo không đồ là rồi tiếp theo ra còn 200 mấy bánh chân nào đục pháo nào tiếp tục bắn thật ăn mặt nạ tiếng hút lộ cũng không ổn à thì tin gì mới có hai ba viên vậy ồ một bánh chân một cái tin làm thêm một bánh chân nữa nè mới một lần bài boss thôi rồi xong full luôn không có chỗ chứa cố gắng đủ hai bộ đó phải mua nè mày đỡ phải mua nè mày. À, mở mảnh là anh full rương không mở được đâu xa được một lần bài bot yeah. Dạ cho em đọc khỏi chắc chỗ à. Còn gì nữa mấy mặt nạ này bước qua đi nạ này không ai mua đâu em ơi không có giá luôn rồi gì nữa phi tóc này sắp không gian nó hộp này chật chỗ rồi cô tiếp tục mảnh thử có mình hiếm ba bán rồi em ơi ui vòng ba à. Vòng ba trong phải vòng bốn nè ui một lần bài bot một thì tin hai thì tin quá tử hai bánh
Rồi tiếp theo. Hai hồng binh. Quy hàng. Đánh chân nào, đánh chân nào. Không có đánh chân luôn. Mặt nạ. Một lần bài boss. Rồi hết chỗ luôn. Hết chỗ chứa nè mày. Đếm đưa tiền thủ lộ quay nhanh chặt hết à. Rồi úp không được 102 ta. 401 hơn rồi nè mày. Tiếp tục giao dịch cho năm đọc. Mời mặt nạ này. Ba tinh hồng, ba thị tinh. Đồ hơi ít nha. Anh lần này hơi ít nha. Rồi. Đó, từ từ để em tính tiền thấy lời lỗ em ăn chứ. Chắc chắn sẽ ăn rồi. Này, cất vô rương này, tí nữa tính tiền để em xem nè. Ba cục tinh hồng nè. Ba viên thị tinh nha nè. Đó, tí lấy ra tính tiền để em xem nha. Rồi, hai lần bài boss đó cho rộng rương cái mở tiếp theo nè. Rồi. Ba thị tinh, ba tinh hồng. Rồi, vui. Dưới đây, đứng dưới đây. Đứng dưới nữa không? Một cục sinh lực. Vui rồi. Hiện tại đang coi 1, 2, 3, 4. Ủa cái 45 cái này người ta 45 cuốn vàng điện người ta. Đâu có cái dư không? Ủa cái nó 45. Rồi đây đây có rồi. Gồm đủ 50 cánh rồi này. Vẫn thiếu nè. Ăn bên này lại thiếu. Cuốn lịch bách niên. Cuốn vàng niên bách niên. Đây đây còn 2 cuốn. Rồi, bắt đầu khu tiếp theo nè mày, khu thử lời lỗ nha. 11 kim rưỡi thử như thế nào nha anh em. À, chưa hết, vẫn còn hàng. Ba cục hồng binh. Này 70. Rồi, khui nè. Năm pháo trống, này từ từ nốt. Rồi, khui. Mặt nạ may mắn. Lên 14. Ờ, đừng cho mới chục xu. Rồi, nhìn thì tin. Toàn này mày, không có gì nữa gọi là nhiều cả. Ok. Bây giờ cộng thử lời lỗ cho anh em xem nha. 11 kim hơn. Vừa rồi được 2 lần bài boss này lầm ra nè. Đó. Ừ, còn. Thử khai khui thì biết nữa đã. À, hiện tại bây giờ khai sẽ khui tiếp tục đó là 50 cái cuốn lịch vận niên nhưng mà không đủ nữa mà. Có 47 thì khui đi. Có nhiều khui nhiều. Một nè. Và hắn có 150 xu nè. Đến 50 xu. Trống. Thân hình thối phù. Rồi có 150 xu tiếp. Một thiên tinh. Một thiên tinh. Ui, tìm một cái bánh nữa ngon. Có thiết là ngon. Thân hình phù. Thân phù này 7 ngày. Này 1 tháng này. Ngon lành cành đào. Có cái 1 tháng thay vào. Một viên tinh hồng ngon. Mở cái này 50 túi này khá là ngon nè mày. Đúng rồi Dung Anh đây. Một bà hán nữa. Như nữa đây. Thối phù 7 ngày. Thối đi phù. Thối đi phù khá là nhiều. Bà là hán. Rồi nhầm kiếm số. Bắt một rương. Ui. Ồ, phi phong 10, ok. Phong 7 ngày luôn em ơi. Phi phong kháng tính 7 ngày, ngon lành. Cho ngày 10 mang luôn. Rồi, ok. Tầm này thì tính sơ sơ thì tầm này cũng ngon lắm. Phi phong 7 ngày này bèo bèo cũng được 500 xu. Tính thì lời lỗi này 5 xu. Còn cái này để mai ăn tiếp em ơi. Hiện tại đã có phi phong rồi, không nên tìm nữa em ơi, phí lắm. Rồi, 500 xu nè. Ok, mà nó mất ra
một bài boss này, hai này, ba thì tinh này, cá lời á không lỗ đâu, lời đứng cấp rưỡi rồi. Anh em ơi tính tiền thử nha. Mánh ngựa này thì không xin nhơ, mánh ngựa này một bỏ đi, bỏ đi. Rồi ba cái thân hình phù thổ phù bỏ hết rương này cho nó khỏi trồng, khỏi trồng rương đi, khỏi chọc rương đi. Rồi rồi tính này nè, một cái phòng 7 ngày đấy khoảng 500 xu, kháng cảm 10, 500 xu. Mới bao là hắn? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bao, một bao là 5, 150 xu. Là 750 cộng với 500 là 1250. Đó. Rồi mấy cái đây. Phúc Duyên Lâu Đài này cũng 5 bình thì cũng 750, một bình khoảng 150 xu nè. Rồi hai kim tròn. Hai kim tròn 3 lần bài boss. Ba lần bài boss cho khoảng 600 đi, 200 xu một cái. Hai kim xấu, hai kim xấu này, một bộ bánh này, một kim này, ba kim xấu. Rồi ba kim xấu cái này là hai bánh này, một bánh 700 là một kim tư. Mở cái này một kim tư nữa nha anh em. Ở được bốn ba bánh tét luôn, ngon. Năm kim. Rồi pháo này không tính. Tinh thần bảo thạch 1, 2, 3, 4 viên thì trung bình 300 xu đi. Tầm này rẻ 300 xu đi. 4 viên 1.200, 6.200. Rồi thì tinh này, tiếp tục thì tinh này 1 này, 2 này, 3 này, 4 viên thì tinh này khoảng 150 một viên. Là cộng cho 5 cục nữa, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cục thì khoảng 750, 750. 750 nữa là 6.9, 6.950, 50. Rồi 6.950 cộng với 5.600 cá nhân, 600 cá nhân khoảng tầm 900 xu. Thu được 7850. Rồi cá nhân này 7850, 7850 rồi đúng không? Cái này cho 300 xu, 200 báu và 7850, 7850 cộng cho 35 xu, 8150. 3 cục khoáng binh, cục này 200 nè, cục này 200 thì 600. Đồ hôm nay ra khoáng binh nhiều cơ. 8750. Rồi có vẻ như lỗ 2 kim hơn nè, lỗ 2 kim hơn, thu được gần cho 9 kim, khoảng 9 kim nè. Còn này chưa mở nè, cái này chưa mở nữa là nếu mà mở được ngon thì có thể là lời không lỗ. Còn này còn hai mấy cái nữa nè, mày mở ra phi phong thì phí, tại vì nó hết hàng nè em ơi, nó hết hàng thì phi phong nó phí lắm. Ok cắn nè em ơi, chung là không lỗ mấy nè em ơi, chỉ còn lỗ khoảng tầm 2 kim hơn nhưng mà lên được một cấp hơn nè em ơi. Rồi cắn nè, cắn. Rồi thiếu một bánh bánh chân, thiếu một bánh chân nữa. Rồi ngon lành luôn. Đó, cá nhân các kiểu là đều. Rồi bỏ ra cái một tháng này, một tháng này còn mấy cái thân hình phù toàn 7 ngày này. Trời ơi, đồ quá trời, kiểu này nó bỏ ngày 10 thế yên đi được quá, quên dùng bài boss rồi thế yên luôn. Nến các kiểu là điểm. Hai báo thứ yên này mọi người, cái nhau này quá trời này, này quá trời quá đậm. Ít hôm nữa quay ngoài cửa lon quá trời bên kia nữa, đâu đỡ này chậm quá, đỡ phải dọn rương này luôn. À, đưa thứ yên gì? 650. Chân nơi lâm an trong trần vang vừa.
Như là được vài chục bình thiên thố lộ cũng được, không lộ lắm nữa. Bỏ qua đó, chuẩn bị sân boss tiếp tục nè mày. Đó, tiếp tục chuẩn bị bắt lần bài boss tiếp theo nè. Đó. Có đánh thôi, đỡ chi đâu nè. Hồi chưa khả đánh ba mấy con rồi, không có gì. Gì mai lên video cho anh em xem nha, cho anh em hiểu thử như thế nào nha. Ở lần anh video này thì anh em đừng quên để lại cho Khá một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em luôn xem video vui vẻ quá. Và Khá hay like trực tiếp vào lúc 7:30 phút tối hàng ngày nha. Anh em rảnh tay thì có thể kích link kênh YouTube Di Khải, gõ Di Khải Gaming và cùng đồng hành với Khá vào lúc 7:30 tối phút hàng ngày nha. Và Khá hay up video vào lúc 11:15 phút trưa nha. Anh em nào rảnh thì cứ trưa lên xem thử Khá có video gì anh em xem ủng hộ cho nha. Ok, bây giờ thì nói thiệt Khá bye bye mọi người nha. Bây giờ Khá tranh thủ và tổng thiếu lâm anh em ơi.